Hello, xin chào các nghệ sĩ của Văn hóa Điêu Cày. Hôm nay thì có hai nghệ sĩ của Văn hóa Điêu Cày đến showroom để giao lưu với lại chúng ta. Thì giới thiệu với các bạn là đây là anh Công, đây là anh Huy. Thì đây là những khách hàng rất là thân thiết của Văn hóa Điêu Cày từ nhiều thời gian qua. Thì đã chuyển từ trước đây các bạn có hút thuốc lá và thuốc lào, những cái sản phẩm thường có mặt trên thị trường. Thì sau khi các bạn chuyển qua sử dụng thuốc lào Hoàng Gia thì có những cái cảm nhận riêng. Thì chúng ta sẽ cùng nghe các cảm nhận của các bạn. Trước hết xin hỏi anh Công, thì cái thứ nhất là về cái cơ sở nào mà anh chuyển qua từ thuốc lào thường đến thuốc lào Hoàng Gia, và sau một thời gian anh dùng thì cái cảm nhận của anh nó khác ở cái điểm gì? Trước hết thì cũng phải nói là cái tình cờ có một lần em lướt Facebook thì có gặp cái page của anh ấy. Thì em cũng bởi vì em cũng ham mê điếu cầy, điếu đẹp. Em ra cửa hàng cơ sở của anh ở Phương Mai. Thì mình hút xong rồi mình có anh giới thiệu thuốc Hoàng Gia. Và trước cái đấy một đợt thì em cũng có ý định là chắc là cũng phải bỏ thuốc nào rồi. Bởi vì các cái thuốc em hút trước ấy, sáng dậy nó rất là khó chịu họng, mà hút nhiều người nó cũng mệt. Thứ hai nữa là cái độ hôi của nó thì các em thấy là cái này chắc không ổn. Em đang chuyển sang tẩu, em cũng gia nhập cái hội tẩu rồi. Nhưng mà sau mình biết được cái sản phẩm thuốc lào Hoàng Gia này, mình cũng có mua loại thấp thôi, em chỉ mua loại 500.000 thôi về sử dụng. Thì dùng được hút thấy rất là ổn, say. Nha, lúc khói vào họng thì nó đỡ hôi hơn hẳn. Em hút hết cái loại 500 rồi em chuyển sang loại 5 sao, là loại đây là cái loại này đây. Loại 1 triệu ấy. Vâng, hiện tại em đang dùng cái loại này. Thì sau đang dùng vâng. Thuốc lào Hoàng Gia thì thấy thì cảm giác là bây giờ mà em hút các cái thuốc lào trôi nổi thị trường thì em không hút được nữa. Vâng, rất khó hút. Vâng, khói nó vào đến họng rất khó. Mà cái cảm giác hút xong mà hơi thở của mình nó không được thoải mái cho lắm. Thế cảm nhận của riêng em thôi. Phê không biết thì có đảm bảo độ phê thì hút buổi sáng mà không cẩn thận, nước nôi mà không đầy đủ là cũng mệt đấy. Say. Cái thâm niên hút lâu chưa? Em thì chắc đã tầm 7-8 năm rồi đấy. 7-8 năm. Em hút từ hồi là học xong cấp 3. À, học xong cấp 3. Xây nhà không biết hút thuốc nào luôn. Ok, rồi. Cảm ơn cái chia sẻ của anh Công. Mình chúng ta hỏi anh Huy một chút. Tức là được biết là cái nghề của anh đó là cũng lái xe, cũng thường xuyên phải đi đêm, đúng không ạ? Thì trước đây thì anh có sử dụng thuốc lá, rất gọi là có thể là gọi là nghiện thuốc lá đấy. Thì cái thâm niên hút chuyển từ khi anh chuyển qua thuốc lào thì đã bao nhiêu năm rồi? Và từ khi anh dùng qua cái thuốc lào Hoàng Gia này thì anh có cảm nhận như thế nào? Mình thì nghiện thuốc lại đến nay cũng phải được hơn chục năm. Thì trước thì hút các loại thuốc lá, thuốc lào, rồi tẩu, vape các thứ. Nhưng mà từ ngày biết đến Văn hóa Điếu Cày này và thuốc lào Hoàng Gia thì mình bỏ tất cả và chuyển sang điếu cày chiêu lưu và thuốc lào Hoàng Gia. Thì mình hút cái cảm giác thì điếu thơm hơn, không bị hôi như những cái thuốc lào thông thường kia. Và mình làm nghề lái xe thì đi đâu mình cũng phải có cái điếu này. Và hút tiếc các thứ khách thì chưa thấy khách nào nói là chê là trong xe hôi hay là như nào cả. Đấy. Thì cái khi mà anh dùng qua cái thuốc lào Hoàng Gia này thì cái độ phê so với các thuốc lào trước đây của anh dùng thì nó có chấp nhận được không? Nói chung là chấp nhận nó hơn được cái kia là về mùi. Còn chất lượng thì cũng không chê vào đâu được. Như các bạn biết ấy, thì thuốc lào Hoàng Gia thì chúng ta có 3 dòng, 1 sao, 5 sao và cái dòng VIP. Thì các sản phẩm của thuốc lào Hoàng Gia nó có một cái tính cách mạng ở cái chỗ là thứ nhất là cái công thức pha trộn của nó vẫn giữ nguyên là thuốc lào nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên đã được phối trộn theo một công thức đặc biệt từ bí mật quân lương của triều đình nhà Nguyễn. Thì thứ nhất nó vừa giảm độc hại so với cái thuốc lào thông thường. Cái thứ hai nữa là cái mùi hương của nó tốt hơn, nó không còn cái mùi hôi nữa. Và cái thứ ba là nó vẫn đảm bảo cái độ phê cho những người mà dùng thuốc lào lâu năm.
Thì đấy chính là những cái đặc tính mà thuốc lào Hoàng Gia nó có tính cách mạng so với thuốc lào thông thường. Thì chúng tôi liên tục có những cái cải tiến trong những cái khâu sản xuất các dụng cụ hút và nguyên liệu hút, từ điếu cày hoàng, điếu cày chiêu lưu, điếu cày biến hình, rồi thuốc lào Hoàng Gia. Mục đích của văn hóa điếu cày không phải là cái việc là chúng tôi cổ vũ cho các bạn sử dụng thuốc lá, thuốc lào, và tốt nhất là chúng ta vẫn có thể bỏ được thì là tốt. Tuy nhiên thì trong cái trường hợp mà chúng ta vì sự đam mê và vì cái thói quen mà không thể bỏ được, thì chúng tôi vẫn khuyên là các bạn có thể quan tâm đến cái thuốc lào Hoàng Gia. Thì cái độ độc hại của nó đã được Bộ Khoa Công nghệ Việt Nam kiểm nghiệm và chứng nhận. Về các chỉ số nó đã giảm đi rất nhiều lần. Các chỉ số này đã có treo trên showroom của văn hóa điếu cày. Thì những cái điều này đã được Bộ Khoa Công nghệ Việt Nam kiểm nghiệm và chứng nhận. Thì đó là những cái điểm mới từ thuốc lào Hoàng Gia. Thì rất vui là những cái khách hàng mà đã sử dụng các sản phẩm của văn hóa điếu cày thì tỏ ra rất là thích thú với lại các sản phẩm của chúng tôi. Và đồng thời là có cái sự gắn bó rất lâu dài và trung thành với các sản phẩm của văn hóa điếu cày, tạo thành những sân chơi cho các bạn đam mê điếu cày và thuốc lào. Thì đồng thời cũng là một cách chúng ta quảng bá cái nét văn hóa của người Việt Nam. Để chúng ta có thể biết được là nhắc đến Cuba thì chúng ta nhớ đến xì gà, đúng không ạ? Rồi nhắc đến Anh Quốc thì chúng ta nhớ đến tẩu Anh, rồi những cái thuốc lá điện tử như là vape. Thì chúng tôi hy vọng là một ngày nào đó nhắc đến Việt Nam thì các bạn bè trên khắp thế giới sẽ nhớ đến thuốc lào Hoàng Gia và điếu cày là những cái sản phẩm mà chỉ có ở Việt Nam, đã được các bạn bè quốc tế đón nhận rất là nhiệt tình. Thì rất vui hôm nay được giao lưu với lại hai nghiện sĩ, đó là anh Công và anh Huy, để các nghiện sĩ đến từ Hà Nội và trong những nghề nghiệp rất là khác nhau. Thì chúng ta sẽ cùng các nghiện sĩ, chúng ta sẽ tiếp tục test thêm điếu cày chiêu lưu với thuốc lào Hoàng Gia nhé. Cảm giác thế nào? Rất là êm. Nghĩa là khói mà đi qua điếu mà vào thẳng cổ họng như thế mà nó không nóng, không rát lắm. Vâng, mà vẫn phê. Bình thường một cái điếu ngắn như thế này thì các bạn có thể biết rồi là với cái điếu ngắn thì khói nó sộc lên miệng, lên họng của họ rất là nhanh. Bình thường các điếu mà không được thiết kế như điếu cày chiêu lưu thì nó rất bị sốc. Tức là khói nó vào nó rất là nóng cổ, đúng không? Tuy nhiên là cái điểm kỳ lạ của lúc thì điếu cày chiêu lưu nó nằm ở chỗ là khói vào họng là nó không khác nhiều so với cái điếu dài. Mà cái điều này là đã được các bạn sử dụng, các bạn nghiệm ra điều này là hoàn toàn là có thật. Cái này nó phê là cái kiểu, nó phê cái kiểu phê từ từ, nó không bị sốc như kiểu cái điếu kia. Hút phê rất sướng. Tôi sẽ thử một điếu cho các bạn nhé. Khả năng hút của tôi cũng không bằng hai nghiện sĩ này đâu. Thâm niên của tôi mới có 3 năm đi, trong khi anh Công là anh Công thì đã 7 năm và anh Huy này trên chục năm rồi. Toàn là những nghệ sĩ lâu năm rồi. Các sản phẩm thuốc lào Hoàng Gia thì hiện tại đã được tiêu thụ ở Nhật, thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Canada và Bắc Mỹ. Rất nhiều các nghệ sĩ của nước ngoài, không chỉ có người Việt, cộng đồng người Việt nước ngoài mà chính những người bản địa, người ta cũng rất thích thú. Thì người ta có một cái vật dụng mà thay thế cho cái bong thủy tinh vẫn dùng xưa nay, rất là hay. Sau khi hút xong thì chúng ta chỉ việc nhấc cái dụng cụ nhấc tàn này ra và gạt cái này vào cái gạt tàn thuốc lá là nó sạch. Khi các bạn vệ sinh điếu thì chúng ta đánh cái này giống như là chúng ta ngâm cái này một lúc trong nước để cho nó mềm cái bẩn này ra. Sau đó chúng ta dùng cái bàn chải đánh răng chúng ta cọ thì nó sẽ sạch lại như cũ. Và cái điếu chúng ta thì không bao giờ bị tắc. Một thời gian thì khoảng 2-3 ngày rồi đó. Vì là điếu cá nhân cho nên là chúng ta có thể là xúc rửa điếu bằng cách là cho nước cụ, nước mới vào miệng hoặc là vào nõ. Sau đó chúng ta thổi cái nước cụ ra, thổi thẳng miệng. Và sau đó chúng ta cho nước mới vào, chúng ta thổi đi thổi lại khoảng 3 lần là cái điếu nó sẽ sạch.
Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình khác.